Dạ, em xin được kính chào toàn thể các bác trên kênh Phong Lan Rừng ạ. Kính chúc các bác nhà mình có một buổi tối vui vẻ ạ. Hôm nay thì vườn lan em là vườn lan Linh My ạ, có địa chỉ ở tại Thanh Hóa các bác nhà mình nhé. Hôm nay thì em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác những chậu lan dòng phi điệp, những cái chậu lan hàng lan va, hàng mặt hoa đẹp, giới thiệu đến toàn thể các bác nhà mình. Thì kính mời toàn thể các bác nhà mình đón xem và ủng hộ các em. Em xin được giới thiệu những cái mặt hoa ngày hôm nay em bán ạ. Bao gồm là bông 5 cánh trắng HO ạ. Đầu tiên thì em xin mời các bác cùng xem qua những chậu 5 cánh trắng HO. Tiếp theo đấy thì em có những cái lũa lan 5 cánh trắng đại tướng các bác nhá. Ngoài ra thì nhà em có kiều vuông Lộc Bắc các bác nhá. Kiều vuông cái này nó nở đúng vào dịp Tết đó các bác ạ. Những cái chậu này là đã thuần rồi và nó đã cho ra hoa những cái năm trước rồi các bác nhá. Nên các bác mua về là mình cũng chỉ sẵn treo lên chơi và đợi Tết ra hoa thôi ạ. Cái đấy nó ra hoa đúng tiết Tết luôn các bác ạ. Đợt Tết vừa rồi nó nở rất là rộ luôn. À vâng, hôm nay thì em vẫn có những cái chậu lan phi điệp tím bán cái giá hàng mặt hoa sổ số cho các bác nhà mình ạ. Dạ vâng, đầu video thì em có 3 chậu cái này là ám cổ Văn Rang ạ. Dạ vâng, bác nào chưa có cây giống thì mời các bác sưu tầm cây giống ạ. Em lên chậu đầu tiên thì các bác chốt cho em mã là A20. Đây là mã A20 với cái mặt hoa của cái dòng phi điệp. Bông này là bông ám cổ Văn Rang các bác nhá. Về dòng này nó thuộc là dòng thân thủ. Cây lá đều đẹp các bác nhá. Cây lá đều đẹp và hoa của nó thì chắc chắn là bông ám rồi ạ. Em mời các bác này. Thì cái này là do là lâu rồi thì chủ vườn người ta không có tưới đấy các bác, nên là phần cây thì nó cũng chưa phải nói là căng và lá nó cũng chưa đẩy căng và đẹp lắm. Cái này các bác về các bác cứ tưới đẫm thời gian đầu đi cho em, chỉ trong vòng độ 2 đến 3 ngày thôi. Sau khi các bác tưới đẫm các bác sẽ thấy những cái chậu lan này lá nó đẩy căng lên rất là đẹp nha các bác nhá. Hiện tại thì ngọn nó cũng rất là mập và khỏe cây. Này rất là khỏe cây các bác này. Về dòng này thì nó sai hoa lắm các bác nhá. Đây là cái thân hoa của năm ngoái đấy ạ. Nó cực kỳ là sai hoa luôn. Các bác thấy đấy ạ, mắt nào cũng có hoa luôn ạ. Chậu lan này thì có giá nó là 170.000 đồng ạ. Và giá này em báo thì chưa bao gồm phí ship các bác nhá. 180 100 thôi, em lấy các bác 170 nhá. Mã số là A20 giùm em ạ. Mã số là A20 với giá tiền là 170.000 ạ. Em lên đơn tiếp theo, mã số là A21 với giá tiền là 150.000 đồng, vẫn là ám cổ Văn Rang ạ. Ở đây thì em thấy là nó có cả ngọn nhỏ này các bác này. Và những ngọn như thế này, đây là treo nó bị cháy nắng một chút nha các bác nhá. Không vấn đề gì các bác nhá, miễn sao là cây nó khỏe mạnh là được rồi. Đây, hàng này là gọi là mình chơi là nó là hàng của vườn tự nhiên, không phân thuốc gì nên là nó cũng khỏe cây lắm. Đây các bác thấy đấy ạ. Thậm chí là người ta còn không tưới ấy các bác ạ. Cả tháng luôn không tưới luôn ấy các bác. Nên là hàng này các bác càng chơi nó càng đẹp ạ. Đó, các bác cứ càng để về sau nó càng đẹp. Các bác cứ tưới đầy đủ thôi. Chậu này là 150.000 đồng. Các bác chốt cho em là mã A21 ạ. Em lên tiếp một cái chậu vẫn là ám cổ Văn Rang. Như chậu này các bác cũng đã thấy đấy ạ. Đây là bị cháy nắng các bác nhá. Nó bị cháy nắng này. Phần thân này các bác thấy nó hơi tóp đúng không ạ? Cái này nó không đủ nước nha các bác nhá. Mình chỉ cần tưới đủ nước thôi. Đấy, như em nói lúc nãy các bác chỉ cần tưới đủ nước khoảng tầm 3 đến 5 ngày thôi ạ. Thì là cây nó sẽ, nói chung là nó sẽ thay đổi lắm nha các bác nhá. Về cái phần thân thì ở đây nó có gập các bác nhá. Về phi điệp thì nó cũng hay gập như vậy. Vì nó đổ thân xuống mà các bác nè. Nó cũng hay gập như vậy. Chậu này thì chỉ 100.000 đồng để cho các bác nhà mình lấy giống thôi ạ. 100.000 đồng các bác nhé. Đây là mã A22 dùm em ạ. Em sẽ lên một số chậu lan phi điệp để các bác nhà mình sưu tầm ạ. Về lan phi điệp thì em sẽ lên cho các bác mã tiếp theo, mã A23. Thì mã này nó thuộc cái dòng thân thủ ạ. Nếu như lá con này nó mà đạt các bác nhé, khi mà nó thắt ngọn, nó thắt ngọn và nó dồn lá lại thì lá của con này nó tròn đẹp như lá mít luôn các bác nhá. Có thể nói đây là nó cũng là thuộc một cái dòng mít đấy các bác ạ. Đó, các bác thấy đấy ạ. Lá của nó thì cực đẹp luôn. Nhưng mà đây bây giờ đang là cái mùa đi ngọn thì chắc chắn là cái phần ngọn của nó sẽ cây nào nó cũng như thế này thôi ạ. Đấy, nó đang đi ngọn các bác nhá.
Thân của nó thì thuộc thân thú dài các bác ạ. Thậm chí có những thân nó dài lên đến tận 1,5 m đấy ạ. Đó. Đây là những cái thân này nó đã dài như cái thân này em thấy nó cũng phải tầm 1,5 m rồi đây các bác này. Rất là dài các bác nhá. Có những cái kỳ trên thân nữa. Ở đây thì có một ngọn này, hai này, ba này, bốn ngọn này. Như chậu này có bốn ngọn với một ngọn nhỏ này các bác này. Với lại cái chậu bên này cũng cái chậu dòng đấy luôn các bác nhá. Em sẽ dành cho các bác nhà mình yêu cái dòng thân thủ lá cũng như coi như là lá mít đấy các bác ạ. Này con này này, các bác thấy đấy ạ. Con này nó là thuộc thân thủ lá mít cho em. Thì em gộp hai cái chậu này là một, em bán chỉ có 250.000 đồng hai chậu lan này thôi các bác nhá. 250.000 đồng hai chậu lan này luôn ạ. Đây là mã số là A23 dùm em. A23 em lên đơn tiếp theo. Đơn tiếp theo thì đây là có một ngọn này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy ngọn này. Bảy ngọn này các bác này. Với giá là 150.000 đồng các bác nhá. Mã A24 ạ. 150 ạ. Mã A25 ạ. 150 luôn các bác nhà mình ạ. A25 các bác nhá. 150.000 đồng. Vâng, em sẽ giới thiệu tiếp đến các bác nhà mình. Đấy là dòng 5 cánh trắng HO. Một bông lan va thì đẹp cả về hoa và đẹp cả về thân lá và thân thủ nha các bác nhá. Không thì các bác gọi nó là 5 cánh trắng hòa bình cũng được ạ. Đây thì cũng xin mời các bác nhà mình là ngắm qua cái bông hoa 5 cánh trắng hòa bình. Dạ vâng, đây là bông hoa thực tế nha các bác nhá. Có những bông hoa thực tế nó nở tại vườn em ấy thì thậm chí nó còn đẹp hơn như thế này để các bác. Bông nó cánh rất là bầu, tròn, bông to các bác ạ. Thân thì chắc chắn nó là thân thủ rồi ạ. Thân thủ và lá về sau khi nó thắt ngọn thì con này nó thuộc cái dòng lá nhựa và lá nó cong lại, nó cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Còn bây giờ thì nó đang vươn các bác ạ. Nên mình nhìn cái lá của nó kiểu như là nó đang đi đấy các bác. Này đi khá là mạnh luôn. Thân này thì em nghĩ cho đến khi mùa thắt ngọn của nó thì em nghĩ nó cũng phải là, em nghĩ nó phải hơn 1 mét các bác ạ. Hiện tại bây giờ thì nó phải tầm hơn 60 phân đến 70 phân rồi. Đấy, còn đến khi mà nó thắt ngọn thì chắc chắn là con này nó phải tầm hơn 1 mét một thân. Chậu này các bác về chơi tác phẩm nhá. Các bác để nó thả kiểu như là mình để dáng thác đổ, mình thả xuống, thòng lòng xuống cũng rất là đẹp. Hôm sau cứ hơn 1 mét một thân thì nó cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Còn nếu không thì các bác mình làm tác phẩm theo từng cái ngọn này nhá. Đó, bây giờ nó đang rất là dễ chỉnh hình nha các bác này. Các bác chỉnh đứng lên cũng được mà các bác chỉnh thả xuống cũng đẹp đẹp bên các bác này. Chậu này nhiều ngọn này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, em đếm sơ qua nó là 9 ngọn và một ngọn bé này nữa này các bác này. 10 ngọn trên một chậu này ạ. Giá của chậu này là 600.000 đồng ạ. 5 cánh trắng HO ạ. Chậu này cũng được nhiều năm rồi đấy các bác ạ. Chắc là phải tầm trên 2 năm rồi. Chậu này là chắc chắn trên 2 năm rồi. Giá tiền là 600.000 đồng nha các bác nhà mình nhá. Thân hiện tại là cái thân dài nhất của nó là hơn 60 phân rồi ạ. Rồi em lên mã số tiếp theo. Thì đây là 5 cánh trắng hòa bình hoặc 5 cánh trắng HO. Mã số là 26. Em lên mã tiếp theo, đấy là mã 27. Vẫn là 5 cánh trắng HO với giá là 450.000 đồng. Chậu này thì nó ít ngọn hơn các bác nhá. 1 này 2 3 4 5 6 7 ngọn. Ngọn rất là mập. Chậu này nó cũng là trên 2 đến 3 năm rồi các bác nhá. Về phần giá thể thì cây cực kỳ là khỏe mạnh ạ. Phần rễ đây các bác này. Cây cực kỳ là khỏe mạnh nhá. Những cái chậu 5 cánh trắng HO này thì nó rất là khỏe cây. Với giá là 450.000 đồng ạ. Các bác chốt cho em là mã 27 ạ. Em lên chậu tiếp theo, mã 28 cho các bác nhà mình. Chậu này thì em thấy đang có là 6 đến 7 ngọn đi ạ. 7 ngọn các bác nhá. Bộ rễ khỏe chưa các bác này? Em phải nói thật là cái bác chủ vườn này bác chăm cái bộ rễ quá thích luôn các bác ạ. Khỏe cây này. Nhìn cái bộ rễ là thấy cái cây nó khỏe mạnh rồi.
Chậu này là cũng 450.000. À chậu này chỉ 400.000 thôi nha các bác nhá. Chậu này là 400.000 thôi ạ. Các bác chốt cho em đây là mã 5 cánh trắng HO, mã số là 26 ạ. Mã số 26 ạ. Em lên tiếp mã 27. Một ngọn 2 3 4 5 6 ngọn các bác ạ. Ngọn dài nhất của nó khoảng chừng 70 phân ạ. Với giá tiền là 350.000 nha các bác nhá. Đang có là 6 ngọn với chiều dài từ 60 đến hơn 70 phân mỗi ngọn ạ. Giá là 350.000 đồng, mã số là mã số 27 ạ. Cây và rễ khỏe mạnh ạ. Tiếp đến là mã số 28 với giá tiền cũng là 350 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 ngọn các bác nhá. Chậu này thì ngọn ngắn hơn một chút nhưng mà chậu này thì lại được 7 ngọn ạ. 350.000 ạ. Mã số 28 ạ. Mã số 29 ạ. Chậu này cũng là 350.000 các bác ạ. Chậu này thì em xem nào. 2 4 6 7 ngọn đẹp các bác nhá. 7 ngọn đẹp này các bác này. Cái này thì họ đang trồng trên phần chậu nhựa nên là cái này nó nhiều ngọn quá, nó đổ nó nặng. Nên nó nặng em đang phải để tạm xuống dưới đất như thế này. Với giá tiền là cũng 350. Các bác chốt cho em là mã số là 29 ạ. Dạ vâng, em vừa giới thiệu qua phần 5 cánh trắng HO ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác nhà mình, đấy là dòng 5 cánh trắng đại tướng nha các bác nhá. Bông 5 cánh trắng đại tướng thì về thân thủ lẫn như hoa cũng đều đẹp các bác nhà mình ạ. Đây là bông 5 cánh trắng đại tướng ạ. Năm cánh trắng đại tướng thì được ghép ở trên những cái phần lũa như thế này các bác ạ. Đấy, được ghép ở những phần lũa như thế này cũng được ghép thuần 2 năm rồi các bác nhá. À, mỗi một cái phần lũa như thế này thì người ta ghép là 2 ki và có 2 mầm ạ. Lũa nào cũng thế các bác ạ. Lũa nào cũng 2 ki 2 mầm như thế này ạ. Thì em bán là 80.000 đồng cho một lũa các bác nhá. Thì các bác nhà mình về thì đúng là cái này thì nó lại quá hay luôn, tiện lắm. Các bác về thì mình chỉ sẵn treo và chơi thôi. Khi mà cây nó đổ xuống thì đến cái mùa hoa của nó cực đẹp luôn các bác nhá. Năm cánh trắng đại tướng. Dòng này thì lại được cái là sai hoa, rễ hoa, thân thủ to đẹp. 80.000 đồng cho một lũa các bác nhá. Một lũa là bao gồm 2 ngọn đấy ạ. 2 ngọn nó cũng là 2 kỳ các bác ạ. Đây, người ta sẽ ghép như thế này đây các bác này. 1 kỳ này, 2 kỳ này. Nó đều là 52 hết này các bác này. Đó. Nếu như các bác mình không muốn để lũa như thế này, các bác bỏ vào cái chậu nha. Các bác cũng không cần phải tháo ra đâu. Các bác để như này vào cái chậu cũng được. Còn cái này người ta đã làm rất là cẩn thận chắc chắn đây các bác thấy đấy ạ. Ngay cả phần móc người ta cũng làm cực kỳ là cẩn thận này. Về cái phần rớn phần này người ta cũng đã có đầy đủ ở trong này để dưỡng ẩm cho cây rồi ạ. Nên là mình để cái này nó cũng tiện lắm ạ. 80.000 đồng cho một lũa, 5 cánh trắng đại tướng ạ. Tiếp đến thì em xin được giới thiệu với các bác, đấy là bông kiều vuông. Kiều vuông lộc bắc các bác nhá. Kiều vuông lộc bắc của Lâm Đồng ạ. Thì cái dòng này thì nó sai hoa lắm các bác ạ. Và hoa nó lại nở đúng vào dịp xuân luôn. Em mời các bác xem qua cái bông kiều vuông các bác nhá. Đây, nở vào dịp xuân người ta đang còn treo cái tem Tết này các bác này. Hoa của kiều lộc bắc đây các bác ạ. Dòng này sai hoa cực kỳ luôn các bác ạ. Đây, hoa của nó đây các bác này. Các bác thấy đó ạ, cứ một thân hoa của nó cho ra từ 2 cho đến 3 nhành hoa luôn đấy các bác. Đến mùa của nó thì các bác sẽ thấy nó rất là nhiều hoa nhá. Thì em bán đồng giá thôi ạ. Một chậu như thế này thì nó có khoảng tầm 5 thân hoa cho các bác ạ. Đấy, 5 thân để chờ hoa. Thì giá nó là 80.000 đồng thôi các bác nhá. Hàng thuần rồi ạ. Các bác về cũng mình chỉ sẵn treo lên chơi thôi ạ. Các bác mà muốn làm một chậu to thì khả năng mình phải mua 2-3 chậu về mình ghép dồn lại với nhau nhá. Giá là 80.000 đồng cho một chậu ạ. Tất cả đều là hàng khỏe mạnh và đẹp ạ.
cũng cứ đều đều như nhau. Nên hôm nay em sẽ không đánh mã số này nha các bác nhá. Các bác chỉ cần mua thì em cứ gửi nó như thế này đây ạ. Nó đều đều nhau đấy các bác ạ. Đây, cái chậu này mình nhìn như thế này thôi, nhưng thực tế nó cũng là 5-6 thân hoa đấy ạ. 6 thân hoa đấy các bác ạ. 80.000 đồng một chậu kiều vuông. À dạ vâng, ngày hôm nay thì em cũng vừa giới thiệu xong với các bác nhà mình những chậu lan hàng thuần. Kính mời các bác nhà mình sưu tầm. Thì số điện thoại của nhà em thì em có đặt ở trên phần tiêu đề ạ. Và em sẽ đọc lại để cho các bác nhà mình tiện các bác liên lạc nhé. Các bác gọi điện trực tiếp hoặc inbox cho em nhé. Số điện thoại của em là 0382 035 821 ạ. Nếu như trên video này em quay chậu nào các bác xem chưa được rõ thì các bác kết bạn Zalo cùng với em nhé. Em sẽ chụp ảnh lại những chậu lan mà các bác muốn xem lại ạ. Thì em sẽ chụp ảnh chi tiết lại cho các bác nhà mình được xem kỹ hơn. Số điện thoại em xin được nhắc lại số điện thoại bán hàng và số điện thoại là kết nối Zalo cùng với nhà em là 0382 035 821 ạ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã xem video ngày hôm nay ạ. Em chào và hẹn gặp lại các bác.